Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì mình xin giới thiệu với mấy anh em, đây là con cu Malai con nha. Cu này thì ba mẹ sinh ra được một con một ha. Ok, sinh con thì hiện tại thì con này thì nó cũng bắt bự con nha. Coi anh em, khả năng là con trống nha. Đó, khả năng con này khả năng cũng khả năng là trống á, bố mẹ này. Nhưng mà giờ chưa gục anh em, chưa gục, bố mẹ rất rất đẹp trai đẹp gái nha. Đó, thì cái này thì sẽ ấy anh em sẽ giao hàng cho mấy anh em là anh em mua thì anh em cứ alo nha, rồi chuyển tiền thì mình giao chim nha anh em. Đó, phương thức giao dịch là chuyển tiền rồi giao chim. Rồi thì con này thì mình bán là giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu nha, giá 1,5 triệu con này. Rồi anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo nha, số điện thoại mình để dưới clip.